Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. Gần đây bạn tăng cân à? Gần đây bạn tăng cân à? Have you gained weight recently? Gần đây bạn tăng cân à? Gần đây bạn tăng cân à? Have you gained weight recently? Okay, let's say if you're talking with someone who's trying so hard to get more fat because they are too thin or too slim, then it's okay, it's a good sign for them. But actually, in any language, you should never say this one to anyone, especially women, because they are so sensitive. So don't say, gần đây bạn tăng cân à? Don't. Gần đây bạn tăng cân à? Have you gained more weight recently? Bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa. You have a gray hair. Bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa. You have a gray hair. Bạn có tóc bạc kìa. If you see gray hair on someone's hair or someone's head, you shouldn't say bạn có tóc bạc kìa. Bạn có tóc bạc kìa, don't say that, because that means they are getting old and nobody wants to hear that, right? Especially with women. And please don't take it off from their hair, because that means you try to prove it. Yeah, that's why I recommend you not to say bạn có tóc bạc kìa. I mean, between close friends it's okay, or if they offer you to do that then it's okay, but between friends, normal friend or not really close or someone you just met, then don't say bạn có tóc bạc kìa. Tôi đã bảo rồi mà. Tôi đã bảo rồi mà. I told you so. Tôi đã bảo rồi mà. I told you so. Tôi đã bảo rồi mà. So when you realize that you are right and someone is wrong, and even if you don't mean to blame them, but tôi đã bảo rồi mà still sounds very serious. And it doesn't solve the problem, but only make it more trouble, more seriously. So maybe you can say mọi chuyện đã có thể tốt hơn. Everything would have been better. Mọi chuyện đã có thể tốt hơn. And then you go straight to the problem. Mọi chuyện đã có thể tốt hơn. I think it's better, but tôi đã bảo rồi mà, it's not really good idea. Anh đã bị sa thải. Anh đã bị sa thải. You're fired. Anh đã bị sa thải. You were fired. Oh my god, this is supposed to be a worst day to hear, especially when you are working and you have no plan to quit or you have no plan to stop a job. And yes, I've never been a boss, so I don't know how boss says to everybody when he wants to fire someone. But yeah, if we hear anh đã bị sa thải, it's supposed to be a very bad day. Vấn đề không phải là ở anh, mà là ở em. Vấn đề không phải là ở anh, mà là ở em. It is not you, it is me. Vấn đề không phải là ở anh, mà là ở em. It's not you, it's me. Actually, when you say this one, it means you want to take responsibility about the problem when you are fighting or when you are arguing. But actually, it means the opposite, because it sounds very not real. It sounds very fake. So instead of say vấn đề không phải là anh mà là em, so you should say directly to the problem and just really communicate. Don't blame each other. That's better. Cả hai ta nên gặp người khác. Cả hai ta nên gặp người khác. We should see other people. Cả hai ta nên gặp người khác. We should see other people. Cả hai ta nên gặp người khác. Or you would hear chúng ta nên tìm hiểu người khác. We should see someone else. When someone tells you this one, that means they want to stop trying. And it sounds really sad, right? But actually, instead of say cả hai ta nên gặp người khác, why don't say chúng ta nên cho nhau một cơ hội. We should give each other a chance. Chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay. Tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay. I don't have your money today. Tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay. I don't have your money today. Oh my god, when someone borrows your money and they don't give your money back on time, that would be very, very bad. But instead of saying tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay, why don't you say tôi sẽ trả tiền bạn hôm nay? I will pay you today.
Tôi sẽ trả tiền bạn hôm nay. I will pay you today is the right thing to do, right? Chúng ta cần nói chuyện. Chúng ta cần nói chuyện. We need to talk. Chúng ta cần nói chuyện. We need to talk. Okay, when your partner tells you this one, means they want to have a serious conversation with you. But actually, this is a bad way to start a conversation because it sounds really serious. So you better say just directly to the problem. Anh ơi, em nghĩ thế này. Anh ơi, em nghĩ thế kia. Hey babe, I think blah blah blah. I think blah blah blah. Something like that. So just don't start by chúng ta cần nói chuyện. Bạn thật là tồi. Bạn thật là tồi. You are so bad. Bạn thật là tồi. You are so bad. Let's say if you are a really bad guy, would you mind if someone's come to you and just say bạn thật là tồi? You are so bad. You wouldn't, right? What I'm trying to say is if someone's done bad thing to you, you cannot change anything. You cannot do anything but just accept and ignore. So why don't you just stay calm and let it go? So that's why you shouldn't say bạn thật là tồi, but you can say instead mọi chuyện đã có thể tốt hơn. Everything would have been better. Bạn nấu ăn dở tệ. Bạn nấu ăn dở tệ. You cook really bad. Bạn nấu ăn dở tệ. You cook really bad or you're not a good cook. Bạn nấu ăn dở tệ. If someone spend time to cook for you, even if it's not your taste or it's not really tasty or you don't like it, you shouldn't say bạn nấu ăn dở tệ because it sounds very unrespectful. So you just you don't have to eat it or you have right to just eat a little bit and maybe you should say lần sau bạn có thể nấu món khác được không? Can you cook something else next time? Lần sau bạn có thể nấu món khác được không? Can you cook something else next time? Bạn, friend. Okay, first one is bạn is a friend, and in Vietnamese there is only one word bạn to talk about a friend. So it's good to have a lot of friends, especially when you are the only child and you will have someone to hang out with or to share all the time together. So in Vietnamese you can say cô ấy là bạn của tôi. She is my friend. Cô ấy là bạn của tôi. Cô ấy là bạn của tôi. And remember, the word của tôi is mine, actually is behind the noun. Cô ấy là bạn của tôi. It's not của tôi, bạn, like in English. So, bạn của tôi. And something else we can say, cô ấy có nhiều bạn vì cô ấy rất thân thiện. She has a lot of friends because she is very friendly. Cô ấy có rất nhiều bạn vì cô ấy rất thân thiện. Cô ấy có rất nhiều bạn vì cô ấy rất thân thiện. So, bạn is a friend. Cà phê. Cà phê. Coffee. Cà phê. Coffee. Cà phê. Okay, this one is my favorite thing because I love Vietnamese coffee. It's really, really tasty and the smell is so good. Every time I introduce Vietnamese coffee with my friend, especially foreigner friend, they will love it because it's so delicious. And especially when you drink in the evening, then you cannot just sleep the whole night because it's really strong. It's that strong. So just be careful. Just drink in the morning, then it will awake your body the whole day. So in Vietnamese, you can say cà phê Việt Nam có hương vị rất đặc biệt. Vietnamese coffee has a special taste. Cà phê Việt Nam có hương vị rất đặc biệt. Or nếu bạn đã từng thử cà phê Việt Nam, chắc chắn bạn sẽ không thể quên hương vị thơm ngon của nó. If you ever tried Vietnamese coffee, then you will never forget its tasty flavor. Cảm ơn. Cảm ơn. Thanks. Cảm ơn. Thanks. Okay, actually this one you can use for both formal and informal ways. Cảm ơn. But actually there is another formal way like cảm ơn bạn rất nhiều. Thank you very much. Cảm ơn bạn rất nhiều. So if you want to say in general, you just say cảm ơn, then it's fine. So in Vietnamese you can say cảm ơn bạn đã dạy tôi tiếng Việt.
Thank you for teaching me Vietnamese. Cảm ơn bạn đã dạy tôi tiếng Việt. Cảm ơn bạn đã dạy tôi tiếng Việt. Or bữa tối rất tuyệt vời. Cảm ơn vì đã mời tôi. Dinner was amazing. Thank you for having me. Bữa tối rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã mời tôi. Bữa tối rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã mời tôi. Chóng mặt. Chóng mặt. Dizzy. Chóng mặt. Dizzy. Chóng mặt. Okay, chóng mặt is dizzy. Actually, this is a compound word, so it doesn't mean anything if you split this one. So just use chóng mặt as dizzy. Especially when you come to Vietnam and suddenly you're not feeling well and you want to ask for people's help. So you can ask, xin lỗi tôi thấy chóng mặt quá. Bạn có thể giúp tôi được không? Excuse me, I feel so dizzy. Can you please help me? Xin lỗi, tôi thấy chóng mặt quá. Bạn có thể giúp tôi được không? Đẹp. Beautiful. Đẹp. Beautiful. Okay, this one is my favorite thing too because it can be used for both people and thing. Like something is beautiful or someone is beautiful. For example, she is very beautiful. Cô ấy rất đẹp. Cô ấy rất đẹp. Or trời hôm nay đẹp quá. It's a beautiful day today. Trời hôm nay đẹp quá. Or in another sentence, you can say bộ váy này rất đẹp và hợp với bạn. This dress is beautiful and looks good on you. Bộ váy này rất đẹp và hợp với bạn. Bộ váy này rất đẹp và hợp với bạn. So đẹp is beautiful. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Happy. Hạnh phúc. Happy. In sentence, chị ấy trông thật hạnh phúc. She looks so happy. Chị ấy trông thật hạnh phúc. Chị ấy trông thật hạnh phúc. So happy is hạnh phúc. Another sentence, tôi hạnh phúc khi khiến bố mẹ tự hào về mình. I'm happy for making my parents proud of me. Tôi hạnh phúc khi khiến bố mẹ tự hào về mình. Tôi hạnh phúc khi khiến bố mẹ tự hào về mình. Khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Healthy. Khỏe mạnh. Healthy. Okay, this one in Vietnamese, if you are talking about a person, then it's going to be khỏe mạnh. For example, trông ông của anh ấy rất khỏe mạnh. His grandfather looks so healthy. Trông ông của anh ấy rất khỏe mạnh. Trông ông của anh ấy rất khỏe mạnh. But if you are talking about food, then it's going to be lành mạnh. In sentence, đồ ăn Việt Nam rất lành mạnh. Vietnamese food is very healthy. Đồ ăn Việt Nam rất lành mạnh. Đồ ăn Việt Nam rất lành mạnh. Kỳ nghỉ. Kỳ nghỉ. Vacation. Kỳ nghỉ. Vacation. Okay, this one everybody loves it because no work, no school, just free time and traveling and so on. So in sentence you can say, bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa? Do you have any plan for this vacation? Bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa? Bạn đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ này chưa? Or bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ này? Where are you going for this vacation? Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ này? Bạn sẽ đi đâu vào kỳ nghỉ này? So, kỳ nghỉ. Vacation. Ngủ. Ngủ. To sleep. Ngủ. To sleep. Ngủ. Okay, this one is my favorite word too because I really enjoy sleeping. I don't know why, but it has to be more than 8 hours a day. Actually, I sleep a lot. So, but it's good because you feel stronger after sleeping enough. So, in sentence, em bé đang ngủ. The baby is sleeping. Em bé đang ngủ. Em bé đang ngủ. Actually, in Vietnamese, if you want to conjugate the verb in present continuous, you can just put the word đang before the verb, that is fine. Đang ngủ is sleeping, or đang ăn is eating, or đang học is studying. So it's easy, right? And as well, another sentence. Mình nên đi ngủ sớm hôm nay vì sáng mai mình phải dậy sớm. I should go to sleep early today as I have an early tomorrow.
Mình nên đi ngủ sớm hôm nay vì sáng mai mình phải dậy sớm. Mình nên đi ngủ sớm hôm nay vì sáng mai mình phải dậy sớm. Thật tuyệt. Thật tuyệt. Awesome. Thật tuyệt. Awesome. Okay, actually in Vietnamese you can use thật tuyệt or tuyệt vời for awesome. So in sentence, thật tuyệt vời khi được nhận học bổng từ trường đại học mà mình yêu thích. It's awesome to receive a scholarship from your favorite college. Thật tuyệt vời khi được nhận học bổng từ trường đại học mà mình yêu thích. Tuyệt vời khi được nhận học bổng từ trường đại học mà mình yêu thích. It's awesome. Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at VietnamesePod101.com. 10 phrases to amaze native speakers. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker, actually. Okay, let's start with this one. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Got it? Okay, so cảm ơn bạn is thank you. Nhưng is but or however. And thực ra is actually. And không phải là một người bản ngữ. So here we have native speakers is người bản ngữ or local people. So in the sentence we can say cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. So wow, this is really impressive. But actually if you look like foreigners, of course we know that you're not the native speakers, but nice try, because once you say this one, we get that you really try or you've been studying really hard Vietnamese, and then you can say this one. So cảm ơn bạn, nhưng thực ra tôi không phải là một người bản ngữ. Thank you, but I'm not a native speaker actually. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Okay, so try to slow down. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. You got it? Tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. Okay, so tôi is me, and 1 năm is 1 year. So basically, if you want to say how many years, you can just put the number before the word năm. For example, 1 năm is 1 year. 2 năm is 2 years, and 3 năm is 3 years. So in Vietnamese, we don't have singular or plural words. So you can just say the noun only, then it's fine. And fluent is thành thạo. So in the sentence, tôi chỉ mất 1 năm để trở nên thành thạo. It took me only 1 year to become fluent. Yeah, okay, this one is really impressive, because normally foreigners, they have to spend around 5 years or more or less something like that, studying Vietnamese and also living or working here in Vietnam to be fluent. But it took you only 1 year to become fluent. I have to say that it's really impressive. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Next one is tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. I'll speak Vietnamese like a native speaker in 3 years. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Easy, right? I guess that is easy for you because you've been trying so hard to study Vietnamese. Okay, so 3 năm is 3 years. As I mentioned a while ago, 1 year is 1 năm, 2 years is 2 năm, and 3 years is 3 năm. So no singular or no plural, just 5
that is fine for every year or for how many years is up to you. So tôi sẽ nói tiếng Việt như người bản địa trong 3 năm tới. Yeah, I guess that normally it takes around 5 years more or less to become a native speaker. But especially you have to live there and experience the local life as local people. But only 3 years, yeah, it's really fast and you will amaze native speaker for sure. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. I've been learning Vietnamese for 10 years. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay, so if you want to speak as a native speaker, then you're supposed to say quickly. Tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Okay? So here we have tôi is I and đã is something happened in the past. So in Vietnamese we don't have so many past tenses as English, but only one word đã you put before the verb then is going to represent for every past tenses. For example, đã học is I have learned or I have been learning or I learned. Or đã ăn is I ate or I have eaten. So remember, just only one word đã before the verb that is going to be the past. So here we have tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. Of course, tiếng Việt is Vietnamese language. Vietnamese, tiếng Việt. So tôi đã học tiếng Việt 10 năm rồi. That means you've been studying Vietnamese. And also you've been living in Vietnam for quite long, and I have to say that if you study Vietnamese for that long, then you're supposed to be a really Vietnamese linguist. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movies without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. I can watch Vietnamese movie without subtitles. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. Okay, so here we have phim Việt Nam is Vietnamese movie. In Vietnamese, we don't use Vietnamese for the adjective when talking about something belongs to Vietnam, but phim Việt Nam is different. You have to use phim as movie and Vietnam is Vietnamese. So phim Việt Nam, Vietnamese movie, okay? And without is không. So basically không is no, but it also can use for without. Phụ đề is subtitles, of course. So tôi có thể xem phim Việt Nam mà không cần phụ đề. It's like, I can watch Vietnamese movie without or no need subtitles because cần is need. So mà không cần is without. Okay, so seriously, if you watch movie, Vietnamese movie with subtitle, Vietnamese subtitles and you understand, it's really impressive, of course. But if you watch Vietnamese movie without subtitles, I have to say that you really, really, how to say, speak Vietnamese like a native speaker, then it's really amazing. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. I can send text message in Vietnamese with the tone marks. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Okay, so here, nhắn tin is texting. Nhắn tin. Tiếng Việt is of course Vietnamese and có dấu. Dấu here is the tone mark, the one that we have in Vietnamese.
that also decide the accent of Vietnamese is really strong sometimes. And I have questioned my foreigner friend that how does Vietnamese sound like when we speak Vietnamese to each other? We Vietnamese speaking Vietnamese to each other, and he said that it sounds like you guys are fighting, or it's up down, like this. And it's really funny because I have no idea how Vietnamese sounds like when we speak Vietnamese because we get used to it. But if you say that tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu, so that means you can not only speak Vietnamese but also you can write really well, because the term of, I have to say that it's not easy to see the difference. Of course, it's really different, but for foreigners, it's not easy at all. So, tôi có thể nhắn tin bằng tiếng Việt có dấu. Impressing. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Vietnamese is fun and easy to learn. Tiếng Việt rất thú vị và dễ học. You got it? So, tiếng Việt is Vietnamese. And actually here, sometimes in Vietnamese, we don't use to be verb. Like something Vietnamese is, or Vietnamese is something. But we can just use the word rất. Rất is very or really. So, this one is going to represent for the to be verb, then you can just use the verb, use the word rất, then it's fine. So, tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Thú vị is fun or exciting, and dễ học is easy to learn. Dễ is easy, học is learn. So here we don't have to use a preposition as to, but only dễ học, then it's fine. It's like learning easily, something like that. So tiếng Việt rất thú vị và dễ học. Okay, so if you see Vietnamese is fun, I agree, because sometimes in Vietnamese we don't have any rule or we don't have any specific way to express one opinion or one idea, but sometimes we use so many way, especially it really depends on your flexibility or your knowledge about Vietnamese or your personality also. So if you want to say that Vietnamese is fun, I guess that is really fun sometimes, and I have to say that it's really challenging. But if you say that it's easy, I don't think so. But because you say Vietnamese is fun and easy, tiếng Việt rất vui và dễ học, and I have to say that you're really good on it. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Apart from knowing Vietnamese, I can speak a few other languages as well. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Okay, so here we have ngoài is aside of or a part of. Biết tiếng Việt is knowing Vietnamese. Tiếng Việt is Vietnamese. And cũng is as well or to or also. So you can use cũng for all of them. Tôi cũng có thể, I also can, or I can as well. Okay, nói một số ngôn ngữ khác nữa. Here we have một số ngôn ngữ khác nữa. Một số ngôn ngữ khác, some other languages or some different languages. Okay, so this one I have to say that really impressing, because not only Vietnamese but also you can speak other languages. But yeah, I've heard that some people, they really enjoy studying languages, and once they already can speak one language or two languages, then they will know about the rule or the grammar, the common things in grammar or the common rules between languages. So I have to say that if you can speak also other languages, then I think you're really talented, not only in Vietnamese but in language
So you absolutely can be a linguistic. Ngoài biết tiếng Việt, tôi cũng có thể nói một số ngôn ngữ khác nữa. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself. Tôi đang tự học tiếng Việt. I'm learning Vietnamese all by myself. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi đang tự học tiếng Việt. So here you will see the word đang, okay? So đang is representing for the present continuous. So for example, the word đã is representing for the past, but đang is representing for present continuous. So you can just put the word đang before the verb, then it's okay. You don't have to conjugate the verb anymore. Okay, so tôi đang tự học tiếng Việt. Of course, Vietnamese is tiếng Việt, and tự học is self-study or learning by yourself. Okay, so this one is really interesting because I have to say that it's really hard to find the resource or the document to study Vietnamese online. So if you say that you can study by yourself without any other support or any help, that is really, really talented. And you are not only good in language, but also in analyzing, because Vietnamese grammar is very difficult. Tôi đang tự học tiếng Việt. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understood everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. I completely understand everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả mọi thứ bạn nói. Okay, so hoàn toàn here is completely or absolutely, hoàn toàn. And hiểu is understand or hiểu rõ is understand clearly. Rõ here is clear, clearly. And tất cả mọi thứ is everything. Or you can just use tất cả or mọi thứ, then it's fine. But if you say tất cả mọi thứ, then it's going to be really strong, much stronger than only tất cả. So bạn nói is what you said. Okay, so I completely understood everything you said. Tôi hoàn toàn hiểu tất cả mọi thứ bạn nói. Tên bạn là gì? Tên bạn là gì? What's your name? Tên bạn là gì? What is your name? And then you can just simply answer. Tên tôi là plus your name. Tên tôi là Linh. My name is Linh. Tên tôi là Nga. My name is Nga. And this one sounds polite, but actually if you want to say shorter way for informal ways, then you can just say tôi là plus your name, then it's fine. Tôi là Linh. I'm Linh. Tôi là Nga. I'm Nga. And by the way, you can say also rất vui được biết bạn. It's nice to meet you or it's nice to know you. Rất vui được biết bạn. Bạn từ đâu tới? Bạn từ đâu tới? Where are you from? Bạn từ đâu tới? Where are you from? So the answer is very simple and short. Tôi đến từ plus your country. Tôi đến từ Mỹ. I come from America. Tôi đến từ Hàn Quốc. I come from Korea. Tôi đến từ Nhật Bản. I come from Japan. So normally if your city or your hometown is not really common as London or Paris, then it's going to be a bit confused to Vietnamese people. So you better just introduce your country, then it's fine. Xin chào, tôi tên là Linh. Tôi đến từ Việt Nam. Khi nào là sinh nhật của bạn? Khi nào là sinh nhật của bạn? When is your birthday? Khi nào là sinh nhật của bạn? When is your birthday? Khi nào là sinh nhật của bạn? Okay, so you can also hear sinh nhật của bạn là khi nào. So, khi nào là sinh nhật của bạn? And sinh nhật của bạn là khi nào are similar. And remember, sinh nhật is birthday. Của bạn is your. Của tôi is mine. So, when you answer, you can just say
Sinh nhật của tôi vào ngày 8 tháng 3. My birthday is on the 8th March. Sinh nhật của tôi vào ngày 8 tháng 3. Sinh nhật của tôi vào ngày 8 tháng 3. Bạn sống ở đâu? Bạn sống ở đâu? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở quận 1. So, actually, when you translate this one to English, you will see bạn sống ở đâu means you live where. So, remember, the structure is a bit different with English. Bạn sống ở đâu? And the answer, you can just replace bạn by tôi and ở đâu by your address, then it's fine. For example, tôi sống ở quận 1. I live in district 1. Tôi sống ở quận 1. Tôi sống ở quận 1. Bạn sống ở đâu? Tôi sống ở quận 1. Bạn làm việc ở đâu? Bạn làm việc ở đâu? Where do you work? Bạn làm việc ở đâu? Okay, this one means where do you work, but actually also means what do you do for a living. So it's fine if you want to give more information or detail about your life or your job. So you can just simply answer, tôi làm việc cho một trung tâm tiếng Anh. I work for an English center. Tôi làm việc cho một trung tâm tiếng Anh. Tôi làm việc cho một trung tâm tiếng Anh. Or you can just say, tôi là giáo viên. I'm a teacher. Tôi là giáo viên. Tôi là giáo viên. So simply say tôi là plus a job, then it's fine. Tôi là is I am. So tôi là giáo viên. I'm a teacher. Số điện thoại của bạn là gì? Số điện thoại của bạn là gì? What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì? What's your phone number? Số điện thoại của bạn là gì? Okay, I think this one is a little bit personal question to ask, especially with someone that you just met or someone is not very close to you. So it's really uncomfortable to share telephone numbers. So if someone asks you this one, then you can just answer, tôi chưa có sim điện thoại. I haven't got my SIM card yet. Tôi chưa có sim điện thoại. Tôi chưa có sim điện thoại. So this one is a good way to refuse, right? Bạn đã học tiếng Việt ở đâu? Bạn đã học tiếng Việt ở đâu? Where did you learn Vietnamese? Bạn đã học tiếng Việt ở đâu? Where did you learn Vietnamese? Bạn đã học tiếng Việt ở đâu? Okay, this one, if you reset the question, that means your Vietnamese really impressed Vietnamese people. So you can just simply share that tôi đã học tiếng Việt trên mạng. I study Vietnamese online. Tôi đã học tiếng Việt trên mạng. Tôi đã học tiếng Việt trên mạng. Or tôi học tiếng Việt tại VietnamesePod101.com. I study Vietnamese at VietnamesePod101.com. Tôi học tiếng Việt tại VietnamesePod101.com. Bạn đã từng đến Việt Nam chưa? Bạn đã từng đến Việt Nam chưa? Have you been to Vietnam? Bạn đã từng đến Việt Nam chưa? Have you been in Vietnam? Bạn đã từng đến Việt Nam chưa? Okay, so bạn đã từng đến Việt Nam chưa? So if not, you can say chưa, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. No, this is the first time I've been in Vietnam. Chưa, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. But if yes, then you can say có, trước đây tôi đã đến Việt Nam rồi. Yes, I've been in Vietnam before. Có, trước đây tôi đã đến Việt Nam rồi. So, bạn đã đến Việt Nam chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Bạn có thích món ăn Việt Nam không? Bạn có thích món ăn Việt Nam không? Do you like Vietnamese food? Bạn có thích món ăn Việt Nam không? Do you like Vietnamese food? Bạn có thích món ăn Việt Nam không? Okay, don't tell me that you don't like Vietnamese food, because Vietnamese food is really tasty, very fresh and very healthy. So all foreigner friends of mine, they said that they love Vietnamese food. So if you ever tried Vietnamese food, you will say that bún chả or phở or bánh mì are awesome. So you can answer, có, tôi rất thích món ăn Việt Nam.
Yes, I like Vietnamese food a lot. Có, tôi rất thích món ăn Việt Nam. Có, tôi rất thích món ăn Việt Nam. Bạn thích ăn món gì nhất? Bạn thích ăn món gì nhất? What is your most favorite food? Bạn thích ăn món gì nhất? What is your most favorite food? Bạn thích ăn món gì nhất? Bạn thích ăn món gì nhất? Okay, so it could be phở, it could be bánh mì, bún chả, bún riêu, lẩu ếch, lẩu riêu cua. Oh my god, a lot. What should I choose? So, for example, in my case, if I like bún chả a lot, then I can say, tôi thích ăn bún chả nhất. I like grilled pork noodles the most. Tôi thích ăn bún chả nhất. Or you can replace the name of the food by another one. Tôi thích ăn phở nhất. Tôi thích ăn lẩu ếch nhất. That is fine because you are speaking Vietnamese, so you should put Vietnamese name of the food because Vietnamese people will know it. But if you say grilled pork noodles, then probably they don't know that. So it's fine if you can just try to study more Vietnamese food names. So it's good for you. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.